Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chương trình nhóm thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay ở Hội Thánh Vườn Nho và trên online trên Zoom. Ở trong lúc chúng con đi hầu việc Chúa ở xa, chúng con vẫn nhóm thờ phượng Chúa và chương trình học Kinh Thánh trường Chủ Nhật chúng con sẽ dùng làm chương trình nhóm lại thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con và đưa đường con cái của Chúa vào đông đủ để thờ phượng Ngài. Một lần nữa con biết ơn Chúa vì Ngài có ban phước cho chúng con trong đêm qua. Chúa sức giàu cho từng lời ca tiếng hát, từng lời làm chứng của các ca sĩ, của người hướng dẫn chương trình MC, rồi người mục sư Long chia sẻ lời lời cảm tạ và tấm lòng của ông kêu gọi những thân hữu, rất là cảm động. Chúa ơi, chúng con đã Đúng gieo ra được thứ hai mươi hạt giống yêu ba thương đến cho mọi người. Con cảm ơn Ngài. Chúng con tin rằng nó sẽ lan tỏa yêu thương đó ở trong cộng đồng. Những người đến dù chưa có dịp để nghe cũng được hâm nóng về tình yêu của Chúa Giêsu và có một sự quyết định trong những ngày tới. Con cầu nguyện cho hạt giống của Chúa, hạt giống đạo, hạt giống tin mừng đó gieo vào lòng và bắt đầu nảy mầm ở trên những người đến lần đầu tiên ở trong đêm nhạc. Hôm qua chúng con cảm ơn Chúa và Ngài các ban ơn cho các ca sĩ, nhạc sĩ, ban ơn cho các bạn trẻ ở cái trường âm nhạc VS School, Music School của ca nhạc sĩ Bích Vân và Son, các cháu đã đến ở trong chương trình và cùng với thầy cô của mình để dự phần ở trong chương trình rất là đặc sắc. Và chúng con ai nấy đều được khích lệ với nhau rất nhiều. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con xin dâng lên cho Chúa thời giờ nhóm lại buổi sáng hôm nay. Dù không có ở tại thánh đường, một cái nhà thờ, một cái phòng nhóm, nhưng chúng con có một cái phòng Zoom thật là đặc biệt. Xin Chúa ban phước cho chúng con và ở cùng tất cả quý anh chị em của chúng con. Những người không có dịp để đi nhóm, chúng con cũng xin Chúa ban ơn để họ cũng có thể qua phương tiện này để có thể thờ phượng Chúa với chúng con, xem lại để được phước và được khích lệ. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều và chúng con xin dâng lên cho Chúa thời giờ này. Xin Ngài ban ơn cho sự ca hát, sự học lời Chúa của tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài hiện diện với chúng con và ban ơn và gìn giữ chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho buổi nhóm chiều hôm nay ở Hội Thánh Tin Lành Hiệp Nhất ở thành phố Westminster. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban phước trong lời ca tiếng hát, ở trong sự có mặt của tất cả chúng con đến nhóm lại, khích lệ Hội Thánh thật nhiều. Và chúng con cũng cầu nguyện cho lời của Chúa được rao ra, được khích lệ, ích lợi cho tất cả chúng con, tất cả những người tham dự. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con đồng tâm hiệp một trong sự cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chào mừng tất cả quý anh chị em ở trong Hội Thánh Vườn Nho, rồi bà nội Helen Gia, rồi cô Vân Trần từ Phục Hưng, ca sĩ Thanh Sang ở trong Hội Thánh Phục Hưng cũng dự ở trong buổi nhóm sáng hôm nay. Buổi hôm nay thì chúng ta tuyên bố mục đích của chúng ta là chúng ta thay vì là cái buổi chúng ta học giáo chúng ta học trường Chủ Nhật thì chúng ta sẽ chuyển thành cái buổi nhóm, bởi vì mục sư và một số anh chị em ở Hội Thánh Vườn Nho trong ban thờ phượng cũng đang đi công tác, đang đi học Chúa ở California. Cho nên chúng ta dùng cái buổi nhóm online này để làm cái chương trình thờ phượng Chúa thật là đặc sắc, phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Trước hết chúng ta ngợi khen Chúa vì Chúa cho chúng ta được đi hầu việc Chúa, khích lệ anh em chúng ta rất là nhiều và dùng cái khả năng của mình để truyền ra tình yêu và lan tỏa phúc âm của Chúa cho mọi người. Cảm ơn những lời cầu thay và yêu thương của tất cả, sự đóng góp của từng thành viên một để chúng ta cùng thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa ở trong chương trình thật là phước hạnh, phải không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ hát ngợi khen Chúa, rồi chúng ta sẽ bước vào ở trong lời của Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện. Bây giờ, hôm nay chúng tôi có một cái buổi nhóm buổi chiều, cho nên chúng tôi phải có một số việc để chúng tôi thực hiện sau cái buổi nhóm này. Thành ra là chúng ta sẽ nhóm nhanh thôi. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta. Một lần nữa chúng ta ngợi khen Chúa vì Ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Danh của Chúa được tôn cao, được tỏa sáng. Cảm ơn Ngài. Chúng ta cùng với nhau tôn vinh Chúa bài hát Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, cùng thờ phượng đấng con yêu thương. Amen. Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa, nguyện Mình thờ thờ phượng đấng phượng đấng con con yêu yêu thương. thương. Giờ Giờ con con đến đến trước trước ngôi ngôi bên bên hiên, hiên lòng lòng đầy đầy nguyện nguyện thờ thờ phượng phượng Chúa. Chúa. Giêsu Giêsu là là vua. vua.
Chúa của của muôn mọi loài, loài, Giêsu Giêsu là người con con hằng yêu yêu mến, mến, Chúa Chúa của của bình bình an, an, Chúa Chúa của của hy hy vọng, vọng, con tôn con thờ tôn Ngài thờ Ngài suốt suốt cuộc cuộc đời đời con. Giờ con con, đến trước trước ngôi ngôi Thiên Thiên Chúa, Chúa, mình thờ thờ phượng phượng đấng đấng con yêu thương. thương. Giờ Giờ con con đến đến trước trước ngôi ngôi vinh hiển, giờ tôn nay nay vui vui vẻ ở nơi thờ Chúa. Phượng Anh thứ anh Giêsu là là vua, vua, Chúa Chúa của của muôn muôn loài, loài, Giêsu Giêsu là người người con con hằng yêu yêu mến, Chúa Chúa của của bình bình an, an, Chúa Chúa của của hy hy vọng, vọng, con tôn con thờ thờ Ngài Ngài suốt suốt cuộc cuộc đời đời con tôn con thờ thờ Ngài Ngài suốt suốt cuộc cuộc đời đời con. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, con tôn thờ Ngài suốt cuộc Cuộc đời đời con. con Chúng con xin con Đức xin Chúa Trời Chúa sử Trời sử dụng dụng chúng chúng con con cho cho mục đích, cho cho công công việc việc của của Ngài, Ngài, cho cho nước nước trời trời được được mở mở ra, ra, được được mở mở rộng rộng cho cho nhiều nhiều người. người. Cảm Cảm ơn ơn Chúa. Chúa. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ hát hát lại lại cái cái bài bài hát hát rất rất là là đặc đặc sắc sắc tối tối hôm hôm qua, qua, tâm tâm ca ca của của chương chương trình trình đã đã để để lại lại nhiều nhiều cái cái dấu dấu ấn ấn qua qua cái cái bài bài hát hát này. này. Tôi Tôi nói nói cái cái chữ chữ dấu dấu ấn ấn mà mà để để trong trong ngoặc ngoặc kép kép cũng cũng có có nhiều nhiều ý ý nghĩa nghĩa lắm. lắm. Điều Điều này này có có Thanh Thanh Sang Sang ở ở đây đây thì thì Thanh Thanh Sang Sang hiểu hiểu và và nhiều nhiều người người trong trong chúng chúng ta, ta, nhưng nhưng mà mà nói nói chung chung hội hội thánh thánh rất rất là là phước phước khi khi được được nghe nghe những những tâm tâm tình tình ca ca sĩ sĩ mà mà đến đến từ từ Arizona, Arizona, đến đến từ từ những những tiểu tiểu bang bang khác khác như như Oregon, Oregon, Arizona. Arizona. Chúng Chúng ta ta hát hát qua qua bài bài hát hát này này thật thật là là cảm cảm động. động. Vì Vì chúng chúng ta ta hát hát lại lại bài bài hát hát này này nha nha quý quý vị. vị. Amen. Amen. Hai Hai năm năm đi đi trên trên đường đường trời, trời, bước bước tôi tôi theo theo Chúa Chúa thật thật gần, gần, qua qua nhiều nhiều dãy dãy đường, đường, ngày ngày đêm đêm mưa mưa nắng, nắng, con tôi ước nắng bao bao nhiêu nhiêu chuyện chuyện buồn, buồn, tôi tôi sống sống trong trong bao đau bao đau thương, thương, cuộc đời cuộc con đời con yêu chan yêu chan đường, đường trong gió gió sương sương, không kính chọn trường niềm tin tin cho riêng cho tôi, tôi ngã vâng mà vâng theo Giêsu thôi, Giêsu dù đường cho mưa đường xưa lối tôi sớm cho tôi, ngài đưa ngày dẫn đưa dẫn tôi, tôi dù dù lối lối đi đi bao xa bao xa xôi, dù dù khiếp kinh khiếp kinh vây quanh vây nghi quanh tôi, tôi được bên được Chúa bên thoát Chúa lòng thoát lòng rồi. rồi Chúa Chúa ơi, ơi Chúa trao tôi trao tôi cây cây thập thập tự tự với bao với âu bao yếm âu đẹp yếm đó, dặn dò trên đường trên đường cam cam go đừng cơ quên đừng yêu quên Chúa, yêu Chúa theo Chúa theo Chúa mãi 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 là mãi từ thập kiên nhẫn kỹ bước nhẫn theo theo Giêsu, Giêsu hiểu rằng hiểu rằng đường đi đường sẽ không đi như như ước ước mơ, mơ ông còn đường chọn riêng đường cho riêng cho tôi, tôi mà vâng mà theo vẫn theo Giêsu Giêsu thôi, thôi dù đường muôn đường lối lối sớm tôi, sớm tôi ngài đưa ngày dẫn đưa dẫn tôi, tôi dù lối dù đi lối bao đi xa bao xa xôi, xôi dù khiếp dù kinh khiếp kinh vây quanh vây quanh tôi, tôi đường bên được Chúa bên thoát Chúa rồi, thoát lòng rồi Chúa Chúa ai bơi cứu ai Chúa bơi yêu cứu tôi yêu hy sinh biết tôi bao hy sinh tuôn biết bao rời, tuôn ai rời hay Chúa ai gần hay đau Chúa gần thương đau khi thương do chỉ do tôi, tôi ai thôi bơi ác ơi bơi trong ác ơi tôi, trong con phương tôi thoát ly trong mà tôi phương, quanh tôi biết chúng bao tôi vinh biết bao quang vinh của cùng thương xin của chờ. cuộc đời trường Ô vua Ô Giêsu vua là cứu Giêsu là cứu Chúa chúa, trong Giêsu trong tôi được Giêsu cứu giải thứ sẽ cứu cứu, yêu tôi yêu tôi Giêsu đã chết đã chết thế thế, đền chúa đến ơi chúa tội tôi tôi, nhà mày đưa ai gô tha âm mưu khiếp kinh bao với quanh, cầu đơn chúa cảm đời hy đời sinh xin chỉ cho do do tội tôi, tôi hãy thông cho vơi thương đau, hãy hay chúa thương nhân gian, ngài trong cho đâm thần tàn hy sinh chân thật vàng. đồng vàng Chúa ôi Giêsu là cứu Giêsu là cứu chúa Chúa, trong trong Giêsu tôi Giêsu được giải tôi giải cứu, yêu tôi cứu yêu tôi Giêsu đã chết đã chết thế đền chúa đến tôi, chúa tôi ông tôi vua Giêsu là cứu Giêsu là cứu chúa Chúa,
Trong Giêsu Trong tôi yêu Giêsu đã có giải cứu, cứu, yêu Giêsu yêu tôi tôi đã chết Giêsu đã chết thế. thế, đền chuộc Đến tội Chúa tôi, yêu tôi Giêsu đã chết tôi đã thế, chết thế. đền Đến Chúa chuộc tội tôi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta bước vào phần học lại của Chúa sáng hôm nay. Không biết là quý vị có ơn phước Chúa gì chúng ta làm chứng trước khi chúng ta nghe lại học lại Chúa với nhau không ạ? À? Mà Sang ha, Sang đang lái xe đi đâu không biết, chắc đi ăn sáng quá à. Thôi lái xe an toàn đi. Bạn Chúa. Cậu đang cố gắng cố mở cái microphone. Chào Sang. Dạ chào mọi người, dạ chào tất cả quý con trai của Chúa. Dạ Amen. em lái xe đi ra bao xa, cũng gần tới rồi, Oh, nhưng ok. mà dạ cũng xin nói ngắn gọn là cảm ơn sư cho cơ hội để được tham dự chương trình Amen. ca lắng nhạc tối hôm qua. Cảm ơn Amen. Chúa, Chúa đã ban phước cho chương trình. Dạ xin Chúa tiếp tục sử dụng một sư Yeah. để hầu việc Chúa, để đem lòng con cái Chúa đến gần gũi với Chúa hơn. Dạ. Amen. 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 Cảm ơn lời làm chứng và lời tri ân của Thanh Sang. Cảm ơn Thanh Sang đã, cô Thanh Sang, ca sĩ Thanh Sang đến từ Thánh Phục Hưng đã đem đến một cái không khí yêu thương qua cái bài hát của mình, khích lệ cho nhiều người, tinh thần của mình nữa. Chúa ban phước, thêm ơn cho Sang nha. Nói vậy là chắc Cảm ơn chắn trong thời gian tới mà có chương trình là Sang đi tiếp nữa đó, ý là vậy đó. xin Chúa cho được đi cho mẹ. Dạ sáng đây cho con xin chào bà nội, hallelujah, xin chào cô Hường và xin chào cô Vân. Dạ, Dạ Amen. chào ca sĩ Cảm Thanh Sang của Hội Thánh ơn. Vườn Nho. Thầy Thánh Phục Cảm ơn Hưng. hả? Hay quá. Dạ, Hồi Thầy Thánh đêm Phục qua Hưng. bà nói gom hết. Thì đi đi với Hôm Vườn Nho qua. nhưng mà là của Phục Hưng yêu thương đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Bà nội thấy Thanh Sang được ơn trong bài hát không? Qua bà nội có thấy không? Được ơn mà còn thấy đẹp nữa chứ. Ở Đó là nhà sẽ nói đẹp ở nhà sẽ quá nói đâu có đẹp đâu, qua Cali thấy khen đẹp mừng mà. quá, Đang mừng quá. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn bà nội. Bà nội ơi, thì sao bà nội, xin Chúa cho bà nội sống khỏe để bà nội giới thiệu thêm nhiều người cao niên vào trong chương trình truyền giảng nha. Amen. Rồi họ giàu thì họ mới được phước, họ phải hát ngợi khen Chúa, phải Dạ. kèm theo học kinh thánh thì phải kèm theo là hát ngợi thờ phượng Chúa, Amen. cơ Dạ. cao danh Chúa lên. Dạ rồi, cảm ơn bà nội. Chúng ta đi đi nhanh để chúng ta có thêm lời Chúa cho chúng ta sáng hôm nay trước khi chúng ta đi đến Hội Thánh Hiệp Nhất để chúng ta thờ phượng. Cô Diễm có điều gì muốn gửi đến cho một canh Dạ, xin chào Hội Thánh, Vườn Nho thân yêu, rất là vui gặp mọi người trên sân Amen. khấu này. Chào Sen, rất là được khích lệ thấy gương mặt ca sĩ làm việc cực nhọc mấy ngày qua mà mặt tươi quá. Được Chúa bổ sung tối hôm Cảm qua ơn cho nên sáng nay mẹ. tươi Amen. hơn Đúng mọi vậy, người. dạ Yeah. Hầu việc Chúa là được phước hạnh. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Làm chứng cho mọi người biết là ngày hôm qua Chúa sai quả đến nuôi ban hát ban nhạc của tụi tôi. Cảm ơn người dẫn Cảm đường ơn. cho quả. Và số là sau khi xong thì dẫn anh em đi ăn một bữa nhẹ nhàng trước khi ngủ, nhưng mà không nhẹ nhàng tí nào Nhẹ hết. quá. Quá Không có nhẹ nhàng tí nào hết. nhẹ. Cho À, thấy đồ ăn mà em ngọt. thì Sang có mấy người bạn và chị, cái lòng của chị đó muốn tiếp đãi mấy anh chị em, và mình tính ăn một thôi nhưng mà mình được tiếp đãi tới 10 luôn. Nói vậy Wow. thì hiểu rồi đó. Cho nên rằng cảm ơn Chúa, và mình cũng xin cầu nguyện chúc phước cho chị Trinh, và mình cũng nhớ đến cái lòng rộng rãi của người chị em mình, và cầu nguyện cũng như Sen, và đã có một connection. Cảm ơn Chúa. Rồi sáng dậy Chúa cho mọi người khỏe mạnh, đó là ơn phước Chúa đi hầu việc Chúa. Mọi người cái feedback của Hội Thánh rất là tốt. Mọi người những có những người lâu quá không có nhóm ở bên Hội Thánh thì bây giờ họ qua chương trình này họ trở về nhóm, và mình hy vọng là những cái phước hạnh mà buổi tối hôm qua Chúa ban đó
Mình sẽ là một cái hạt giống, một cái sự kết nối, một sự khởi đầu, một sự xây dựng để con cái Chúa trở về thờ phượng Chúa. Và xin Chúa tiếp tục dùng ban nhạc cũng như các anh chị em ca sĩ, người chuyên nghiệp, người không chuyên, Chúa dùng hết trong công việc Chúa, để mai mốt ở nơi nào mời thì mình sẵn sàng mình đi vì công việc Chúa chung. Amen. Cảm ơn Hội Thánh ở nhà luôn nhớ và cầu nguyện cũng như kết nối người ở nhà, người ra đi đều được phước như nhau. Ở trong Cựu Ước có cái câu Kinh Thánh rằng người đánh giặc đi ra đánh giặc và người ở nhà giữ giữ nhà đó thì được chia phần thưởng đều nhau đó. Amen. Và lời khích lệ anh chị em, xin Chúa ban phước. Amen. Bye bye. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn. Cảm ơn cô Diễm. Dạ, cảm ơn cô Diễm. Cảm ơn Chúa về lời khích lệ của cô Diễm sáng hôm nay và cái đúc kết lại của những việc tối hôm qua rất là phước. Nói thêm cô Diễm với quý vị đó là hôm qua thì chúng tôi chỉ có khoảng 13 người, 14 người đi ăn tối với nhau ở sau cái chương trình. Thì nhưng mà cái người mà chiêu đãi chúng tôi đó kêu tới tới 35 phần. Tưởng tượng là có 13 người mà ăn tới cho một cái phần ăn cho nguyên một cái hai cái bàn đó, cho khoảng 30 người đi. Nó thì nhiều quá là 30 người đi. Cho nên chén tôi đầy tràn, y chang như Kinh Thánh ở trong Thi Thiên ngoại 23 đó. Chén tôi đầy tràn phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi cho đến trọn đời. Cho nên khi chúng ta đi hầu việc Chúa thì Kinh Thánh nói rằng nếu ai tôn quý Chúa Giêsu thì Cha của Ngài, tức là Đức Chúa Trời, sẽ tôn trọng người, sẽ tôn quý người. Ai yêu mến ta thì Cha ta sẽ tôn quý người. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói. Cho nên anh chị em khi chúng ta đi ra hầu việc Chúa thì chúng ta được Chúa tôn trọng. Chúa làm cho chúng ta được bình an, chúng ta được thỏa lòng. Và cái người đãi chúng tôi đó thì chị chưa có biết Chúa, chị không có tin Chúa, nhưng mà chị rất là tốt, rất là dễ thương, và chị đó là người bạn của Thanh Sang, rất là thân với nhau. Và quý vị thấy không, Chúa dùng người này người kia để cho chúng ta biết rằng ở với chúng ta. Đây là Chúa. Đây cô này đây là Trinh. Xin chào. Ồ chào chị Trinh. Xin chào. Rất là vui vì gặp chị Trinh, đang nói về chị Trinh đó. Cho nên một ngày kia thì sẽ có dịp gặp lại nha. Amen. Vâng, bây giờ chúng ta đi vào lại ở trong chương trình của chúng ta, ở trong cái bài học Kinh Thánh mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi. Vâng, chúng ta đang học về cái loạt bài cầu nguyện hiệu quả. Thì chúng ta đang học cái bài thứ hai. Cô Diễm ơi, cô Diễm có thể tắt cái microphone đó để mà mục sư không có bị delay ở trong cái bài chia sẻ ha. Hello. Tắt cái microphone luôn. Vẫn bị delay. Cô Diễm có thể là... cô Diễm đang ở trong cái lúc mà kỹ thuật chút xíu quý vị. Ok, bây giờ xin bước vào bài học của chúng ta. Chúng ta đang học cái loạt bài cầu nguyện hiệu quả. Thì chúng ta đang học tới bài thứ hai, đó là các thành phần của sự cầu nguyện. Đúng không ạ? Các thành phần của sự cầu nguyện của chúng ta đó, thì tuần rồi chúng ta đã học đó, nó gồm có 5 điều chúng ta nhớ không ạ? Bắt đầu chúng ta xưng tội của mình là tay cái của chúng ta. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy ca ngợi Chúa. Cái tiếp là chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Bởi vì mình nói mình không biết cầu nguyện thì từng rồi chúng ta học những cái thành phần của sự cầu nguyện. Có nhiều người mới vô thì than vãn liền: Chúa ơi sao đời con cô đơn, sao không yêu ai, ở yêu ai cũng thấy cô đơn hết giờ, Chúa ơi sao khổ quá vậy. Mới vô đã than thở rồi. Thì không, mới vô chúng ta hãy xưng tội mình, hãy xin sự tha thứ của Chúa. Bởi vì mình mỗi ngày mình nói xạo cũng có, mình nói những điều sằng bậy, những cái điều mà làm cho tổn hại người khác cũng có, phải không ạ? Rồi chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta, đó là cái đầu tiên chúng ta làm đó. Chứ đừng vô đừng xin Chúa liền cái gì hết. Điều thứ hai là gì? Là chúng ta bắt đầu nói tốt về Chúa. Chúng ta nói tốt về Chúa của chúng ta, rồi những gì Chúa làm cho chúng ta. Ô, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngày mới vừa giải cứu con khỏi tai nạn.
Cảm ơn Chúa vì cái bảo hiểm của con bị nó trừ vô nhiều quá. Bây giờ con xin Chúa giải cứu con và Chúa giải cứu chúng ta cái bảo hiểm liền luôn. Cho nên chúng ta vô chúng ta nói tốt về Chúa. Cảm ơn Chúa vì cái điều Chúa làm cho con. Chứ mới vô ra đời cho con cô đơn, cho con khổ thế, Chúa ơi, cho con xui xẻo thế. Con giận Chúa quá, con không muốn đi nhà thờ, con muốn cầu nguyện nữa. À, đó không phải là cầu nguyện. Cầu nguyện là nói tốt về Chúa và những gì mình nghĩ về những gì Chúa làm cho mình ở trong quá khứ. Mới ngày hôm qua, tôi mới vô tôi nói, ôi cảm ơn Chúa ngày hôm qua, chúng con có một buổi ca nhạc thật là thỏa lòng. À, có một cái sinh nhật surprise, một cái cặp đó ở trong buổi tập giờ làm cho cảm động vô cùng. Thì chúng ta bắt đầu một cái lời cầu nguyện bằng cái việc nói tốt về Chúa và những gì Chúa làm. Đó là ca ngợi đó. Đó là tôn thờ Chúa đó. Rồi cái điều thứ ba chúng ta là bắt đầu chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về mọi hoàn cảnh. Chứ đừng vô đừng có nói Chúa ơi sao người đó đối xử với con như vậy. Bắt đầu chỉ người này chỉ người kia ra cho Chúa thấy. Nhưng mà Chúa ơi con cảm ơn Chúa về cái hoàn cảnh của con. Nó xảy ra cho con để con được đến gần Ngài để cầu nguyện. Mình cảm ơn Chúa về mọi điều xảy ra. Vui cũng cảm ơn Chúa, buồn cũng cảm ơn Chúa. Vì vậy mình nói là mình biết cầu nguyện là như vậy đó. Chứ mình nói mình không biết cầu nguyện thì đây là cái cách để chúng ta có thể cầu nguyện. Rồi cuối cùng kế tiếp là gì? Là chúng ta bắt đầu cảm ơn Chúa. À, chúng ta cầu xin. Cái điều thứ tư là bắt đầu cầu xin. Nãy mới vô là cầu xin liền rồi. À, thì nhớ là trước khi cầu xin thì xưng tội mình, xin Chúa tha thứ cho mình, rồi ca ngợi Chúa, nói tốt về Chúa, rồi cảm ơn Chúa về những gì xảy ra. Và điều thứ tư chúng ta nói trong đây đó là chúng ta bắt đầu cầu xin cho mọi nhu cầu của chúng ta, cầu xin cho mọi người, cầu xin cho gia đình chúng ta, cho chính phủ của chúng ta, cho khu vực của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta. Có những người mới vô là bắt đầu cầu xin liền cho hội thánh, cho chính phủ cũng đúng, không sao hết. Nhưng mà chúng ta phải thực hành ba cái điều kia trước, rồi chúng ta cầu xin đó, thì bắt đầu Chúa nghe lời cầu xin của chúng ta. Quý vị, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai của chúng ta ở trong cái thành phần cầu nguyện đó là cái cách để chúng ta cầu nguyện. Hồi nãy thì chúng ta nói đến những điều chúng ta nên làm trong sự cầu nguyện. Thì tự chung hồi nãy là bốn chứ không phải là năm. À, đó là xưng tội nè, tôn thờ Chúa nè, cảm tạ Chúa nè và cầu xin Chúa là bốn bốn cái phần mà chúng ta làm trong sự cầu nguyện. Bây giờ chúng ta nói cái cách thức để cầu nguyện như thế nào. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện riêng một cách kín nhiệm. Cầu nguyện riêng có nghĩa là chúng ta tìm một cái nơi kín nhiệm, một cái nơi riêng tư để chúng ta cầu nguyện. Ví dụ như hồi xưa nhà cửa thì nó có một gian thôi, từ đầu tới cuối là không có cái phòng nào, hoặc là có cái tấm tấm vách ngăn ra rồi để cái giường đó, kéo cái màn qua thì là một cái phòng, thì đó cũng là cái chỗ cầu nguyện riêng. Tôi nhớ hồi xưa lúc tôi còn thanh niên á thì nhà tôi cũng là nguyên một cái nhà có một gian thôi, rồi cha mẹ tôi có cái căn lầu đó thì cũng chia ra từng cái khu để cái giường đó, thì để một cái tấm màn kéo qua thì nó là một cái khu riêng biệt vậy thôi, chứ nó không có riêng tư như là ở bên Mỹ này hay là bây giờ nhà cửa Việt Nam nó hiện đại để nó riêng tư, mở cửa ra thì đóng cửa lại thì là một cái phòng. Thành ra tôi nhớ rằng mỗi buổi sáng thì mọi người bận rộn thì tôi leo lên trên cái chỗ mà ba má tôi ngủ, tại vì không có chỗ, chỉ cái nhà chật nữa, thì cái chỗ mà ba má tôi ngủ là có cái giường riêng ra cho ông bà đó, thì tôi ngồi trên đó tôi cầu nguyện. Cái giường đó tôi cầu nguyện cũng mấy năm đó, cho đến khi ba má tôi được phước, được Chúa ban phước thì ông bà xây được một cái căn nhà ba tấm, tức là ba tầng lầu, ba tấm rưỡi. À, và tôi được cái phòng cao nhất ở trên đó gọi là phòng cao, thì tôi có cái phòng riêng biệt của tôi cầu nguyện cho đến khi có tiền để xây nhà và tôi có một cái phòng riêng. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta hãy tìm một cái chỗ riêng tư không bị giới hạn, không không bị gọi là bị những cái tiếng ồn xung quanh làm cho chúng ta bị phân tâm, thì đó là riêng tư đó. Chứ mình đang cầu nguyện mà đứa nhỏ chạy qua chạy lại thì chúng ta bị phân tâm. Và kiếm cái chỗ nào mà đứa nhỏ không chạy qua chạy lại. Ví dụ vậy, cái sự riêng biệt. Cầu nguyện riêng là tìm cái chỗ riêng không có ai có thể xen vào trong cái việc nói chuyện của chúng ta với Chúa. Trong xe hơi cũng là cái phòng riêng của chúng ta. Có một người gọi cái phòng chiến tranh, war room á, họ dùng cái phòng chiến trận hay là gọi là phòng chiến tranh là chiến thất. À, có người dịch là chiến thất cũng hay, là cái chỗ để thay quần áo, để quần áo nó closet đó,
nhà thầy Tịnh có không? Mở cái tủ ra, thay vì người ta có nguyên cái tủ, ở Việt Nam thường thường có nguyên cái tủ mở cửa ra, thì ở đây người ta làm cái cửa lùa âm ở trong tường á, thì nó gọi là closet, là cái phòng để quần áo. Có khi cái phòng đó nó chỉ có một cái bằng cái tủ thôi, có khi một cái phòng nó lớn bằng cả một cái phòng ở chúng ta, và trong đó các cô các bà để giày dép đồ rất là nhiều đồ đồ đạc tùy theo nhà rộng hay nhà chật. Thì người ta dùng cái đó, người ta gọi là chiến thất, cái phòng để mà cầu nguyện chiến đấu với Chúa, tại vì đâu có chỗ nào khác ngoài chỗ đó là chỗ yên tĩnh nhất, là mở ra chui vô đó cầu nguyện. Thành ra chúng ta cần phải có một cái chỗ riêng tư là như vậy. Tôi cho chị ví dụ để cho quý vị thấy là có nhiều cái cách để cho chúng ta có một cái phòng riêng để chúng ta cầu nguyện. Có người thì ra bờ hồ để cầu nguyện, nói hồi thì rất là nhiều cách. Thì nói chung là chúng ta phải có cái chỗ cầu nguyện, và chỗ đó là cái chỗ không bị chi phối. Ở trong phúc âm Matthew đoạn 6 từ câu 5 tới câu 6, quý vị mở nhanh, nếu ai mở ra được trước rồi thì xin đọc cho tôi. À, Matthew đoạn 6 câu 5 câu 6, để chúng ta thấy Chúa dạy chúng ta cái gì ở trong cái chỗ này. À, Matthew đoạn 6 câu 5 tới câu 6. À, tôi xin đọc. Quý vị, trang số 8 của Tân Ước. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha ngươi, đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và cha ngươi đấng thấy ngươi trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. À, nơi kín đáo và phòng riêng. Rõ ràng quá. Cảm ơn cô Diễm cũng đã post cái câu kinh thánh đó lên. Nhớ nha, cái cách để cầu nguyện là tìm phòng riêng để cầu nguyện. Hãy tìm một nơi kín đáo, không bị chi phối để cầu nguyện. Thì chúng ta sẽ có được một cái buổi cầu nguyện chất lượng. Cái cách cầu nguyện thứ hai, cái cách thức chúng ta có thể cầu nguyện với người khác. Ví dụ như tôi gọi điện thoại với thầy Tịnh, tôi nói chúng ta cầu nguyện với nhau, và đó là cầu nguyện đó. Thấy không ạ? À, hai thầy Tịnh gọi cho bà nội, hallelujah, hai thầy Tịnh gọi cho bất cứ ai, thì hai người cầu nguyện với nhau, thì đó là cầu nguyện. Ở trong sách công vụ, thôi chúng ta ở trong Matthew thì mở Matthew đoạn 18, chúng ta mở Matthew đoạn 18 câu 19, rồi cũng sẽ đọc cho quý vị. Matthew đoạn 18 thì chúng quý vị đang ở trang 8, quý vị lật tới sẽ nằm ở trang 27 của Tân Ước. Matthew đoạn 18 câu 19. 18 câu 19. Đây. Ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, cha ta trên trời sẽ làm điều ấy cho họ. Rõ ràng quá rồi phải không ạ? Vâng. Cầu nguyện với người khác. Không chỉ cầu nguyện riêng với mình trong với Chúa, mà mình sẽ rủ một người khác để cùng cầu nguyện qua phone, qua Zoom, hay là hẹn ở trong nhà thờ. À, nếu mà là hai người khác phái thì không nên, mà là hai người cùng nhau, cùng phái với nhau. À, ví dụ như tôi với thầy Tịnh, chứ tôi không có rủ một cô để tôi cầu nguyện, không có đúng, rất là nguy hiểm. Hoặc là tôi với vợ tôi sẽ cầu nguyện với một ông, hoặc là một cô khác. Đối với tôi đó, thì tôi cần phải có hai vợ chồng với một người khác. Quý vị thấy cái cách của một sư hội không? Khi bà cầu nguyện cho một người nữ đó, thì ông thường mời bà mục sư cầu nguyện với ông, với cái người nữ mà cần cầu nguyện, với một quý bà, và có ông có thể mời thêm người khác để có nhiều người cùng cầu nguyện. Thì ở đây từ hai người trở lên thì chúng ta nên có hai người để cầu nguyện với nhau, nhất là cùng phái với nhau, chứ đừng khác phái thì không nên quý vị ha. Cái này mở mở ngoặc thêm thôi. Rồi cái cách thức cầu nguyện nữa đó là gì? Cầu nguyện trong thánh linh. Cầu nguyện trong thánh linh là như thế nào? Ở trong Roma đoạn 8 câu 26. Xin quý vị mở ra trong sách xong thư tín Roma đoạn 8 câu 26. Tôi rất là thích cái câu kinh thánh này. À, cũng là sách trong Tân Ước, chúng ta lật tới trang 200 216. Dạ, quý vị đọc ở trong câu 26. Rồi, tôi đọc cho quý vị nghe nè. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối. Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời. Rên rỉ không thể diễn tả bằng lời. Thì có một mục sư giải thích cái chỗ này và tôi cũng thấy đúng, là cầu nguyện trong ân tứ, cái tiếng của Chúa Thánh Linh mà chúng ta không hiểu được cái tiếng đó. Nó đến từ trời, nó đến từ Chúa Thánh Linh, đến trên chúng ta, và chúng ta cầu nguyện trong cái ngôn ngữ của Chúa Thánh Linh mà chúng ta không hiểu, người khác không hiểu cái ngôn ngữ đó. Người ta gọi là tiếng lạ đó, cầu nguyện trong tiếng lạ.
Thì một trong bốn cái tiếng lạ mà chúng ta có thì là cái tiếng lạ này nè. Cái tiếng mà thở than, cái tiếng mà rên rỉ trong tấm lòng của chúng ta mà chúng ta không nói thành tiếng á, là cũng là một cái cách cầu nguyện. Dĩ nhiên chúng ta phải xưng nó ra. Nhưng mà ở đây Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta quặn thắt và Ngài cầu nguyện trong cái tiếng của Ngài á, và nó là quặn thắt trong lòng của chúng ta đó, thì đó là một cái cách giải thích cho chúng ta là chúng ta đang nhờ Thánh Linh để cầu nguyện. Thì thứ hai là chúng ta cầu nguyện ra trong cái ngôn ngữ không phải bằng tiếng mẹ đẻ, không phải bằng tiếng Anh, không phải một cái tiếng ngôn ngữ nào mà chúng ta đã từng học, mà nó là một cái tiếng mới mà một ngày kia quý vị sẽ nghe tôi cầu nguyện, là đó là tiếng lạ, tiếng của Chúa Thánh Linh. Cái này đó là một cái cách giải thích của những người đi trong ân tứ Thánh Linh, và chắc chắn là nếu mà quý vị sống với hội thánh cách đây 2000 năm thì quý vị sẽ nghe họ cầu nguyện như thế ở trong hội thánh. Câu hỏi là ngày hôm nay hội thánh còn cái tiếng đó không? Vẫn còn. Bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa của ngày hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên chúng ta phải nhận lấy ân tứ của Chúa Thánh Linh để hỗ trợ cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Cái này tôi sẽ nói sâu hơn, kỹ hơn. Nếu như quý vị có muốn tìm hiểu thì tôi sẽ giúp đỡ quý vị. Tôi không cổ suý cho phong trào cầu nguyện trong ân tứ Thánh Linh. Tôi không cổ suý cho vấn đề này. Nhưng nếu mà quý vị khao khát và muốn nhận được thì quý vị sẽ nhận được. Quý vị, đây là một món quà mà Chúa ban cho chúng ta, the gift of the Holy Spirit. Khi mà nói đến Thánh Linh và các ân tứ đó, thì Kinh Thánh gọi là the gift. Gift có nghĩa là món quà, mà chúng ta dịch ra là cái ơn ở trên ban cho. Cho nên ai cần thì nhận, ai không cần thì không nhận cũng không buồn, phải không ạ? Chúa không buồn. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng Chúa luôn hỗ trợ cho chúng ta. Đây, bằng chứng đây, chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, bởi vì có những điều chúng ta thở than không nói ra được, chúng ta không nói bằng tiếng mẹ đẻ được, mà chúng ta có thể cầu nguyện trong tiếng Thánh Linh được. Chính lúc đó Chúa Thánh Linh giải bày trong lòng chúng ta những sự chúng ta không thể nói ra được. Câu Kinh Thánh này diễn tả như vậy đó. Rồi chúng ta đi tiếp. Cầu nguyện trong giờ cần thiết, Nehemi đoạn 2 câu 4. Cầu nguyện trong giờ cần thiết là gì? Để giải thích điều này, chúng ta mở ra trong sách, một sách ở trong Cựu Ước là Nehemi. Nehemi đoạn 2 câu 4. Ai mở ra trước thì quý vị đọc trước. Đó là trước cái sách Job luôn đó quý vị. Sách Cựu Ước. Nehemi đoạn 2 câu 4. Tôi mở ra rồi tôi đọc cho quý vị nha. Đó là nhầm trang. Nó nhầm trang 613. 613 nha quý vị. Cựu Ước. Vua hỏi tôi, ngươi muốn xin điều gì? Tôi thầm nguyện với Đức Chúa Trời trên trời. Tôi tâu với vua, nếu hoàng thượng bằng lòng, và nếu tôi tới Chúa Hoàng, nếu tôi tới của Hoàng thượng được đẹp lòng Hoàng thượng, xin Hoàng thượng sai hạ thần trở về Juda để nơi thành có mồ mả của tổ tiên hạ thần xây dựng nó lại. Thì ở đây cầu nguyện theo hoàn cảnh, cầu nguyện trong giờ cần thiết, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó, ngay cái lúc mà chúng ta cần á, chúng ta cầu nguyện, chứ không phải chúng ta quy định là mỗi sáng chúng ta vào trong vọng canh. Dĩ nhiên chúng ta quy định, nhưng mà ngoài cái giờ đó ra, quý vị đang lái xe, quý vị đang nấu ăn, mà quý vị thấy có một cái nhu cầu nào mà Chúa quặn thắt trong lòng chúng ta. Tôi không biết vì sao tôi nhớ con gái tôi nhớ con trai của tôi, và tôi dừng cái công việc của mình lại để cầu nguyện cho hai đứa con đó. Thì đó là cầu nguyện trong cái giờ cần thiết, và cái điều đó nó có hiệu nghiệm. Ngay giờ đó nó đang thi, nó không nói mình nghe, nhưng mà tự nhiên Chúa Thánh Linh cho mình biết rằng phải cầu nguyện cho thằng con của mình, mà không biết tại sao mình cầu nguyện, mà ngay lúc đó nó đang thi, ngay lúc đó con gái mình đang lái xe, nó gặp những cái trục trặc và kêu Chúa kêu cầu nguyện. Chúng ta không hiểu, chúng ta được thúc giục để cầu nguyện, ta thấy cái lòng nó thổn thức để cầu nguyện. Đó là cái cách mà Chúa thúc giục chúng ta trong cái thời giờ cần thiết mà chúng ta sẽ để ý để chúng ta cầu nguyện. Tôi không biết, có ngày kia tôi đang đi ngoài đường về, ở lúc mà còn ở Việt Nam, tự nhiên Chúa kêu tôi lên phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện. Tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện cho đến khi mà cái gánh nặng nó rớt xuống luôn, khoảng tiếng đồng hồ. Thì sau đó thì tôi nghe có một cái sự cố ở trong một tín đồ ở trong trong hội thánh,
À, và lúc đó thì người đó cần được giải quyết. Gần đây cũng vậy nữa. Tôi không có nhớ rất là nhiều cái lúc mà Chúa kêu mình phải dừng công việc lại để cầu nguyện, mà tôi không biết vì sao. Và khi cầu nguyện cái gánh nặng nó rớt ra rồi đó thì mình mới thấy bình an. Thì đó là sự cầu nguyện ở trong cái giờ cần thiết. Ta đã đến bốn điều rồi ha: cầu nguyện cách kín nhiệm, phòng riêng, cầu nguyện với người khác, cầu nguyện trong thánh linh, cầu nguyện trong giờ cần thiết. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự thức canh cầu nguyện ở trong Colosse đoạn 4 câu 2. Colosse, thơ Colosse đoạn 4 câu 2. Philip Colosse. Chúng ta mở ra trong Colosse đoạn 4 câu 2, trang Tân Ước thì là Tân Ước là trang 288. Tôi mở ra Kinh Thánh ra rồi, 288. Colosse đoạn 4 câu 2. Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. Thức canh là gì quý vị? À, có ai ở đây biết nấu, ở đây có ai ở đây mà nấu bánh chưng, bánh dày, bánh giò không? Ngày Tết không? Chắc có mình thầy Tịnh à. Rồi, thầy Tịnh thì nấu ngon lắm, mà thầy Tịnh trổ tài để cho chúng ta được cái bánh chưng, bánh da, bánh giò, bánh dày chứ. Trong ngày Tết nha. Nói vậy không bắt buộc thầy Tịnh nha. Nhưng mà Amen. thầy Tịnh có bao giờ rồi ta gói người ta lùa ta bỏ vô trong nồi rồi đó, người tự chín đi rồi thầy đi ngủ, thầy không có thèm coi gì hết, thầy cầm châm nước không cầm châm lửa gì hết, thì nó có thành bánh No. chưng bánh dày không thầy? No. No, phải không à? Amen. Rồi cái có cái hình nó rất là vui. Ngày Tết cái bạn nó đăng cái hình lên nhìn tưởng cục than, mà bạn đó ghi là thôi rồi, có nghĩa là nguyên cái nồi bánh chưng bánh dày nó khét lẹt, nó thành than luôn quý vị, nó giống như phi trâu vậy đó. Bạn đó nói thôi rồi ngày Tết, tại vì không có canh, không có thức để canh, không có châm nước vô, cái bỏ không có bỏ lửa vô, không có là bỏ quá lửa, không có thâm gì hết trơn á, bỏ nhỏ đó đi ngủ thôi à. Thành ra cuối cùng thì được nguyên một cái nồi than chứ không phải nồi bánh chưng bánh dày, ảnh than luôn. Cho nên thức canh là như vậy đó. Quý vị phải thức, quý vị phải chờ, phải canh để mà thưa với Chúa cái điều của chúng ta. Và Chúa cần những người như vậy. Là cầu nguyện với sự thận trọng. Chúng ta thận trọng trong cách nói chuyện của chúng ta, cách thức của chúng ta. Rồi, có khi cầu nguyện chúng ta không có bền đổ, nhưng mà hôm nay chúng ta được nhắc là chúng ta phải bền đổ nha quý vị. Hãy bền đổ trong sự cầu nguyện. À, phòng canh của Arizona đã có cái sự bình ổn, chúng ta bước sang năm thứ bảy rồi. Có nhiều khi đó quý vị thấy không, tôi đi qua bên California mà tôi vẫn mở cái phòng cầu nguyện cho quý vị vô. Và có nhiều quý vị tổng không biết là tôi đi California nữa, tôi California thì tôi mở cái phòng cầu nguyện và tôi kêu gọi tất cả là hôm nay chúng ta có cái buổi cầu nguyện, vẫn là như vậy. Có nhiều quý anh chị em nghĩ rằng chắc ổng đi hầu vị Chúa rồi, ổng bận rồi, tôi chỉ có không thể vào được Zoom khi mà tôi không có mạng thôi, không có cái signal để vô thôi. Tôi mà ở Phi Châu hay tôi ở Campuchia thì cái giờ đó 6:15 tôi vẫn tìm cách để vào quý vị. Thì đó là cái lời kết ước của tôi với Chúa. Và nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự bền đổ cầu nguyện. Có vài người không có thể tiếp tục được với chúng ta cũng vì ở chỗ này. Họ nói sao mục sư cũng cầu nguyện hoài, góp ý ổng là kêu thứ bảy nghỉ ngơi cũng được, thứ bảy là cái ngày mọi người nghỉ, ông nghỉ luôn đi. Tôi nói không, bây giờ vẫn vẫn cầu nguyện, ai không không cầu nguyện thì thứ bảy cứ nghỉ không sao. À, còn những người mà có thể cầu nguyện được thì vào cầu nguyện, tôi nói nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi họ nghỉ, họ không vào thứ bảy và họ vào những ngày khác, tôi cũng bình thường, bình thường, bởi vì cái đó là cái nhu cầu của con cái Chúa, ai muốn cầu nguyện thì vô, ai không cầu nguyện được. Và họ nghỉ xong rồi họ nghỉ luôn, không bao giờ vào phòng canh nữa quý vị. Tôi không hiểu vì sao. Sau này có thể là họ giận bởi vì tôi không nghe lời họ. Nhưng mà thưa quý vị, tôi muốn nói như quý vị, tôi muốn nói giống như ông Führer vọng văn này. Tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện bền đổ, là người ta muốn bến đổ thôi, người ta muốn vô bến đổ sớm để người ta nghỉ thôi. Nhưng mà bền đổ, chúng ta phải bền đổ. Cho nên góp ý cỡ nào thì tôi nói rằng chỉ có Chủ nhật thì chúng ta đi thờ phượng Chúa, thì chúng ta đi nhóm, chúng ta không có cầu nguyện buổi Chủ nhật để chúng ta bù vào trong chuẩn bị cho sự nhóm lại. Ngoài ra thứ hai đến thứ bảy tôi không phải làm việc này theo luật pháp đâu, mà tôi làm theo sự dạy dỗ của Chúa.
Và Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện một cách bền đổ. Có người cũng bắn phá cái chuyện này, nói rằng cái sự bền đổ đâu phải là tới giờ bạn cầu nguyện. Nó tùy tấm lòng của bạn, họ đúng một phần. Nhưng mà cái gì để chứng tỏ chúng ta bền đổ? Chúng ta nói chúng ta bền đổ mà chúng ta không có cầu nguyện thì sao chúng ta nói bền đổ được? Cho nên họ nói rằng họ có thể cầu nguyện riêng với Chúa và cái điều đó cũng là bền đổ. Nhưng mà cái gì để đảm bảo cho cái điều đó bền đổ? Nhưng mà khi mà nó đến bền đổ thì người ta thấy được rằng quý vị vào vọng canh từ thứ hai đến thứ bảy và từ năm này đến năm khác. Đó là bền đổ. Phải chứng minh chứ. Đúng không ạ? À? Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho cái người bền đổ. Và tôi có một cái lý luận đó là nếu như không bền đổ thì buổi sáng đó mình cũng ngủ à. Không phải làm chuyện khác. Một mình tôi á mà cầu nguyện á, tôi không bền đổ được. Vậy tôi đã thất bại rồi. Tôi một mình tôi thì tôi nhìn đồng hồ hoài à, xong rồi tôi nói thôi giờ mình đi ngủ, ngày mai mình cầu nguyện cũng đâu sao. Và cứ thế lặp đi lặp lại và nó kéo dài qua nhiều năm tháng là tôi chẳng cầu nguyện gì hết. Cho nên nhờ cái sự cầu nguyện bền đổ của anh chị em mà tôi mới được khích lệ, tôi bước vào vọng canh, tôi biết nếu mà mình không cầu nguyện thì người khác cầu nguyện, họ lấy đi cái phần của mình, khích lệ nhau để mà tấn tới. Cho nên sự cầu nguyện bền đổ là một thành phần, một cái yếu tố rất quan trọng cho những người theo Chúa, đó là một cái cách thức để chúng ta cầu nguyện, đi theo Chúa và phải cầu nguyện. Vâng, tôi dừng lại ở đây để chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình ngày hôm nay. Xin quý vị nhớ cầu thay cho một sĩ đông ở trong sứ điệp chia sẻ lời Chúa cùng hội thánh của Chúa, hội thánh hiệp chức ở California. Chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ vào lúc 2:30 và tôi sẽ gửi cái link cho quý vị, nếu mà quý vị có thời gian, có chí thú thì quý vị có thể vào để bấm link để xem bài giảng online trực tiếp của tôi từ California đến với tất cả quý vị. Chúng ta dừng lại đây bằng lời cầu nguyện nha quý vị. Xin phép cầu nguyện quý vị ha. Dạ. Cái lời Chúa yêu thương chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được điểm qua bài học này. Làm thế nào để cầu nguyện hiệu quả ở trong bài học số 2, các thành phần của lời cầu nguyện phần 2. Con cảm ơn Chúa về những cách này, là những cách mà chúng con đã biết rồi, đã thực hành rồi, nhưng con xin Chúa cho chúng con làm điều này luôn cho đến khi Chúa trở lại. Nó bao gồm sự ở với Chúa một cách riêng tư, nó bao gồm sự cầu nguyện chung với người khác, hai người trở lên, nó bao gồm sự cầu nguyện trong thánh linh, nó bao gồm cầu nguyện ở trong cái hoàn cảnh, cái giờ cần thiết. Nó dạy chúng con thức canh cầu nguyện, nó dạy chúng con bền đổ cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng con và cho chúng con được thành công. Cảm ơn Ngài. Những ai chưa có đời sống cầu nguyện, chúng con cầu thay để Chúa đưa họ vào trong sự cầu nguyện với chúng con, hầu cho tất cả đều được phước. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, chương trình thờ phượng Chúa của Hội Thánh Vườn Nho hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta kết thúc hôm nay ở đây. Tuần sau thì chúng ta sẽ nhóm lại trong nhà thờ của chúng ta. Vì hôm nay mục sư đi công tác cho nên không có dịp để cùng với quý vị đến hội thánh, cho nên chúng ta nhóm qua cái chương trình online rất là tốt. Kính chào thầy Tịnh, chào cô Vân, chào tất cả quý vị, cô Hương, gia đình Mai Trâm, Tuyết Hương, cô Sen, tất cả phòng. Chúng ta gặp nhau. Xin chào tất cả. Trang ơi, ở bên nhà thờ hẹn 1:30 nha. 1:30 nhà thờ. Ủa tập. Vậy nãy em nói anh Hoàng mới hỏi một tư mà tại em nghe chị Diễm nói là 2:00 1:30 để một sư thông báo lại. Dạ. Ở bên nhà thờ lại. Mới thông báo. Dạ. Để mình tập mấy cái bài worship á. Rồi ok, rồi gặp lại mình. Dạ. Bye bye quý vị. Chào cô Hương, chào cô Băng, chào ba chú.